xa lưới đàn bà. Lão Khổ ngã bệnh đột ngột từ Huyền về, vừa bước vào nhà, lão bỗng thấy rùng mình như chạm phải luồng gió độc. Mồ hôi lão túa ra mà ruột gan thì lạnh run. Có thể xương giá lằn vào đời lão từ nửa thế kỷ trước, nay được dịp tạt nước theo mưa, quật cho lão quỷ hẳn. Tuy mắt hoa đom đóm, thở khó nhọc, đầu óc lão vẫn tỉnh táo để tiên liệu những việc sẽ xảy đến. Lão đổ lúc này thật bất tiền, thiên hà sẽ hiểu lầm lão vì bạc nhược mà suy sụp. Lão thấy uất nghẹn ở cổ khi biết trước những lời bàn tán thế nào cũng bâu lấy lão. Ta khổ thà chết chứ đâu lại hèn thế, lão lẩm bẩm trong cơn hôn mê đang ập đến. Có lúc lão thấy hồn lão lìa khỏi xác, bằng cớ là chính lão nhìn thấy xác mình. Một tấm thân ọp ẹp, tái nhợt bì thời gian băm vằm. Lão còn thấy cả lũ đầu trâu mặt ngựa bu đến, hoa chân, múa tay, phun ra từng luồng khí lạnh buốt. Cứ vậy, lão bị nhồi lắc điên cuồng, bị vùi lấp bởi hàng trăm đợt sóng. Chỉ khi nhìn thấy vợ, lão Khổ mới tin lão chưa chết. Có thể tôi không sống được nữa, lão bảo vợ, giọng yếu ớt. Bà ngồi xuống đây với tôi. Tự dưng lão Khổ ứa nước mắt khi chạm vào tay vợ. Suốt mấy chục năm lão quên cả cách âu yếm. Lão thấy tay run run, cái run run của gã chăn vịt ngày xưa trước cô hàng xén phiêu bạt. Sau thời gian vụt đi khủng khiếp thế, trước mặt lão giờ đây là gương mặt một bà lão, vẫn hiền hầu nhưng già nua tàn héo. Kể từ ngày mình làm bàn với tôi đã hơn 40 năm, lão lại nhại. Thôi ông nghỉ đi, nói nhiều lại mệt. Nhưng mắt lão Khổ xa xăm lắm, tai lão chỉ còn lại tiếng quằn quài của từng đợt gió thổi bùng bùng giữa đồng lạc. Một kiếp người hóa ra chẳng được bao lâu, hình như lão chỉ toàn mang nỗi khổ trút lên vờ lão. Nước mắt lão lại ứa ra. Chúng mình đã có với nhau 6 mặt con, Khổ bà chịu, còn sướng tôi hưởng. Đã bảo ông nghỉ yên đi, nào tôi có oán trách gì đâu. 6 mặt con ông cho tôi, giờ phương trường cả, chả đầy thuyền mãn quả rồi ư? Nếu có trách là trách ông cứ. Bà Khổ vội im mặt. Và hình như lão Khổ vẫn đang mãi nghĩ đâu đâu không để ý. Chợt lão bóp mạnh tay vợ, mắt nhìn ra diệt lắm. Suốt đời tôi chỉ muốn làm điều ân mà toàn ra oán, chỉ cần bà làm chứng cho tôi. Bà Khổ cũng ứa 2 hàng nước mắt. Cái cách nói năng thế này không chừng lão Khổ sắp đi rồi đây. Bà thấy thương chồng đến thắt ruột, lại hiềm một nỗi cha con nó chưa kịp làm lành với nhau. Mà lão chết lúc này lấy ai giải oan cho được. Bà muốn cào đất rạch trời kêu to lên rồi cùng chết với chồng. Hiền ơi, lão Khổ bỗng nấc lên, mình có bao giờ ngờ vực tôi không? Tôi van mình, bà Khổ thấy tim thót lại. Được làm vợ mình tôi sung sướng lắm, đũa bát có khi xô. Nhưng nếu có lúc nào tôi không tin mình, tôi chết. Mình thương tôi và cả con thì phải sống. Lão Khổ thấy người trở lại tỉnh táo. Vì tỉnh táo nên lão không thể tiếp tục nói những điều yếu đuối được nữa. Lão thấy hú vía, bởi suýt nữa lão thổ lộ với vợ điều không nên thổ lộ. Đấy là câu chuyện dây dưa với mù quản hồi lão đang nổi tiếng. Bây giờ mù quản chết rồi, lão không sợ làm ô uế danh dự mù, vì với lão, mù quản là hiền thân của sự ô uế. Vậy mà hồi ấy, chỉ tí nữa là lão sa xuống địa ngục của mù. Nhà mù quản kề khu nghĩa địa,
mù ở một mình với tất cả những đàn ông qua tay mù, từ lão Phùng đều khô quắt đi rồi đổ. Mù làm thịt họ một cách êm ái, bí hiểm. Lão Khổ trên đường về nhà thường qua cửa nhà mù. Gió từ cánh đồng vòng thổi về, mang theo những đám lửa bốc lên từ khu nghĩa địa, khiến có cảm giác mù quáng chơi với ma quỷ. Hồi cải cách, chẳng hiểu nhờ cái gì mà mấy ông đồi sức vóc như trâu rất gờm nề mù. Mù chống nành đi khắp xóm, chỉ mặt đặt tên, đình tội bất kỳ ai mù thấy ghét. Lão Khổ sợ dĩ không bị bắn, một phần nhờ ở mù. Với lão, mù thực hiện một kiểu chơi rất kỳ quái. Ban ngày mù vẫn có thể lẹn vào nhà giam, buông lời trắng gió với lão Khổ. Lời dùng lão bị trói, mù sờ nắn khắp cơ thể và rú lên khi thấy bộ phận giới tính của lão không chịu đề xiềng gông, bất tuân cả uy lực của các ông tử thần. Lão Khổ bị hành hà đến phát bệnh thần kinh mà không làm gì được. Bệnh thèm đàn ông của mù quản bám theo mù đến tận những ngày mãn xuân. Mù thường lang thang ra khu nghĩa địa xem bọn chó tình từ. Mù thủ sẵn một chiếc que sắt nung đỏ, rồi chờ hai con dính đít vào nhau, liền đặt thanh sắt vào điểm nối âm dương ấy. Hai con vật cùng tru lên, quằn quại dưới những đòn nền tới tấp của mù. Mù nền đến khi cơn thèm khát được hạ hỏa, thì đa phần là các đôi tình cầu đều chết đứ đừ. Mù quản chờ thời cơ yểm bùa lão Khổ từ lâu. Hiếm có hôm nào lão Khổ lại hứng chí như đêm trăng ngày ấy. Lão từ thôn dưới về, phanh ngực đón gió và ngắm cảnh đồng dưa chuột, không biết mù quản ở ngay sau lưng. Mù bước rón rén lại gần, cất giọng òn thót: "Em chào ông chủ tịch." "Ai đấy?" Lão Khổ quay lại. "Gớm, ông chủ tịch đã ra đến thế kia ư? Chả trách bọn em cứ khô héo oán uổng cũng phải. Vào nhà em uống nước đã. Vào nhà em đi, em có câu chuyện muốn thưa riêng với ông. Để mai mời bà ra ủy ban." "Ấy nguy, ra ủy ban thì thà chết em cũng không dám mở miệng với bất cứ ai. Em chỉ tin ông thôi." "Chuyện gì mà quan trọng thế?" "Thì ông cứ vào đây đã nào. Hay nhà em mối đùn chuột rút không đáng cho ông chủ tịch đặt chân." "Sao bà nói ác về tôi quả thế? Tôi bận trăm công nghìn việc, có mấy lúc được dư giả thời gian để đi chơi. Nào có riêng gì nhà bà?" "Nếu ông chủ tịch bận thì em nói ngay đây." Tuy thế, mù quản đã tọt vào trong nhà. Lão Khổ lúc cúc bước theo mù như bị thôi miên, bởi vì lòng lão lúc ấy đang mở cờ trước vù màu có nhiều triển vọng. Thành ra hơi rông dài, mù quản chui ngay vào buồng lục tìm gì đó. Lão Khổ từ vằn to ngọn đèn, đưa mắt nhìn một lượt đám đồ dùng tươm tất của mù chủ. Mù quản lễ mề bê ra một mẹt chuối tiêu chín trứng cuốc, đón đà mời lão Khổ: "Nhờ ơn ông chủ tịch mà trồng cái gì được nấy, vật nuôi thì lớn như thổi. Xin để mời ông sơi, chuối em từ giấm đấy." "Ba giấm khéo quá, chuối chín rục mà cuống không nát. Lại thơm thế này thì ngon phải biết. Nhưng tôi phải nhắc bà đừng có bón phân đàm nhé." "Chuối bón phân đàm ăn kém hẳn, ruột còn xanh dài đã thối." Lão Khổ nhón một quả chuối, bóc ăn tự nhiên. Ngồi khép đùi phía bên kia, mụ quản thỏa mãn nhìn ngắm lão Khổ. Làm như tiền tay, mù nhấc chiếc sắc cốt đặt lên mặt tù. Trong khi lão Khổ ăn chuối, mù quản súc ấm pha nước. Mù đã chuẩn bị sẵn ít rễ cau non, loài mọc ngược, đem phơi héo, làm thuốc yểm đàn ông. Lão Khổ có tài thánh cũng không phát hiện ra được. Đón chén nước từ tay mù quản, lão Khổ đưa ra trước đèn nhìn, đưa lên mũi ngửi rồi trầm trồ:
Bà kiếm đâu loại chè ngon thế? Nước xanh mà thơm quá. Ông chủ tịch xanh gớm, em có người quen ở Thái gửi cho, để lát nữa biếu ông mấy ấm. Mù quản rót nước liên tục và lão khổ đều uống cạn. Qua tay áo, mù bám chặt mọi động tác của lão khổ, có vẻ như lão đang phải ứng phó với sự cố nào đó trong cơ thể. Lão đổi chân liên tục, thỉnh thoảng lén nhìn xuống. Lúc lão nhìn sang thì bắt gặp mù quản đang cười một cách ma mạnh. Lão thấy nguy quá, từ chỗ dấm dứt, lão thấy có cái gì cứ nóng hôi hột, như nỗi tai ương bẩm sinh không thể ngăn chặn được. Lão muốn đứng dậy quá, nhưng cảm giác vô cùng bất tiện. Và lại, có cái gì cứ hút lão về phía mù quản. Sau bữa nay mù tươi non thế, dễ gần thế, lão khổ lại đưa mắt tìm chiếc xác cốt, nhưng nó biến đâu mất. Mù quản hiểu rằng thuốc yểm của mù đang phát huy công hiệu. Mù vờ doài tay rót nước, áp cả bộ ngực đồ sầu vào mặt lão khổ. Tìm hồ tôi cái xác cốt. Dòng lão như hụt hơi. Gớm, ông chủ tịch vội thế, trà nước khai mới ngon đấy nhé. Lão khổ bắt đầu toát mồ hôi với cái của nờ vô kỷ luật của lão. Vũ mù quản vẫn ở ngang tầm mặt. Lão bỗng nhìn như mất hồn vào đôi gò bồng đào của mù quá mặt ngây đồn. Mù quản vốn lõi đời, đặt ngọn đèn trên nóc tủ, quỳ sụp mặt xuống vào đùi lão khổ. Em khô héo mất, em xin ông một lần. Lão khổ cười khì khì, lờ đờ như chuột say khói. Chưa kịp phản ứng gì thì mù quản đã vần lão ra, chộp cái rẻo thịt từng là nguyên nhân của chiến tranh. Sự trả thù của những cuộc chém giết mà lão cũng có. Lão khổ bị khuất phục hoàn toàn. Lão cảm thấy cái gánh nặng trần thế đè lên lão khủng khiếp. Và như thể tự nhiên áo sống mù quản lạ tả rơi xuống đất như cây trụt lạ. Mù hú hét khe khẽ, liếm láp khắp cơ thể còm nhom của lão khổ. Mù vật lão sấp ngựa như một kẻ bào dâm. Lão khổ trở thành tên nô lệ, như con vật hy sinh. Lão lồm cồm bò dày, thườn lên tấm phản thịt. Chỉ có điều mặt ngựa nhìn lên, có lẽ lão sợ nhìn vào mặt mù quản. Chính điều đó đã tạo ra tấn bi kịch khiến cả lão lẫn mù quản đều khốn khổ. Bởi vì đúng cái lúc lão tiến đến điểm cuối cùng của sự hòa nhập, thì lão nhìn thấy một ông tướng Tây. Con người mà từ tim gan, óc tủy đều được đúc bằng thép. Con người từng khiến nhân loại một lần thấy mình như bầy cừu non trước ý chí của ông ta vào những năm bọn Nazi có mặt ở khắp nơi. Với lão khổ, con người có bộ ria vĩ đại kia là chiếc trục quay của trái đất. Lão có cảm giác ông lãnh tụ sắp bước khỏi khung ảnh, túm ngang lưng lão thét lên. Tên đồ tể khốn nạn của ta, mi không thấy đàn bà và đế quốc là hai kẻ nguy hiểm sao? Chúng nó sẽ gặm mi và sự nghiệp của mi trong nháy mắt. Dường như sau đó lão khổ không biết lão đã làm gì. Có thể lão bị tiêu diệt hoàn toàn cơn ham muốn bởi vì mọi sự cố gắng cuống cuồng của mù quản đều chẳng ăn thua. Mù út nghẹn cổ, cơ thể cứng như đá. Mù nhìn cái vật chết tiệt của lão khổ rủ xuống như run chết. Vừa khinh bỉ, vừa căm thù. Lão khổ vẫn mắt la mày lét nhìn ông Tây, mặc vội quần áo, vơ chiếc xác cốt rồi bước đi ra như ma đuổi. Căng như tải tình trên những chiếc lá chuối, lão khổ không còn cảm thấy gì hết. Bước tơi tả, lòng ngổn ngang hơn cả bãi chiến trường. Lão nguyền rủa lão bằng cách tự đấm vào ngực, vào mặt, răng nghiến ken két. Hôm sau, lão khổ dày muộn hơn thường lệ.
lão nhớ tất cả những việc xảy ra đêm qua trong nhà mù quản. Lão càng thấy mù quản nguy hiểm. Lão ngước mắt nhìn tấm ảnh ông ta, con người mà vào thời đại của lão, nhà nào cũng treo cảnh để cảnh cáo bọn đế quốc. Lão rân rẩn nước mắt, lập tức lão viết giấy triệu tập mù hóa sang ủy ban xã. Mù quản sờ tái xanh tái xém, khép nép bước đến trước bàn làm việc. Trên đầu lão khổ vật ông Tây ấy, cặp mắt khô như cháy. Lão khổ ngồi giống như một quan tòa, mặt lạnh tanh, lạnh ngắt. Mù quản cố tỏ ra mù đã biết lỗi, nhìn lão bằng cái nhìn ra diết và van lơn. Mù quản, dạ, mù rõ tội của mù rồi chứ? Dạ rõ à. Tại sao mù đốn mặt thế? Mù quản câm như hến. Làm sao mù nói ra được cái điều lão khổ bảo là đốn mặt? Chẳng lẽ mù bảo năm nay mù mới ngoài 40, chưa thể an phận được, mà ông trời thì nghiệt, cứ bắt mù sụp sạp ra mãi? Chẳng lẽ mù bảo rằng mù thèm đàn ông như con chó cái thèm con chó đực? Tại sao mù không trả lời? Thưa ông, mù quản khóc thút thít. Thưa ông, làm sao ông hiểu được ạ? Khi ông cứ đi ở trên mây trên gió, kiếp đàn bà khổ lắm. Nhưng mù phải biết mù làm thế là đồi bài phong tục, cám dỗ cán bộ vào vòng nhơ nhuốc. Giả sử ai cũng giống như mù thì mấy nỗi mà giao chính quyền cho bè lũ đế quốc. Lần này tạm bảo cho mù biết, mù liều mà nhìn nhục, làm ăn cho tử tế. Mù quản lủi thủi trở lui, thầm nghĩ, trên đời có thằng ngu này là một. Sau bữa đấy, mặc dù bóp nằn chút sức tàn của lão Phùng, cơ thể mù quản cứ héo hon dần.